Phật tử Đại Bồ Tát có 10 thứ nhẫn thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là nhẫn thanh tịnh an thọ sự mắng nhục, vì hộ các chúng sinh; nhẫn thanh tịnh an thọ đao gậy, vì khéo hộ ta người; nhẫn thanh tịnh chẳng sinh sân hại, vì tâm bất động; nhẫn thanh tịnh chẳng trách kẻ ti tiện, vì người trên rộng lượng; nhẫn thanh tịnh có ai trở về đều cứu giúp, vì xả thân mạng mình; nhẫn thanh tịnh xa lìa ngã mạn, vì chẳng khinh kẻ chưa học; nhẫn thanh tịnh bị tàn hại hủy báng chẳng sân, vì quán sát như huyễn; nhẫn thanh tịnh bị xâm hại không báo oán, vì chẳng thấy ta người; nhẫn thanh tịnh chẳng theo phiền não, vì lìa các cảnh giới; nhẫn thanh tịnh tùy thuận chân thật trí của Bồ Tát, biết tất cả pháp không sinh, vì chẳng do người khác dạy, nhập vào cảnh giới nhất thiết trí. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được vô thượng pháp nhẫn của tất cả chư Phật, không do người khác mà giác ngộ. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 thứ tinh tấn thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là thân thanh tịnh tinh tấn, vì thừa sự cúng dường chư Phật Bồ Tát và các sư trưởng, tôn trọng phước điền, chẳng thối truyền. Lời thanh tịnh tinh tấn, vì tùy sự nghe pháp, rộng vì người khác nói, khen ngợi công đức của Phật không mệt mỏi. Ý thanh tịnh tinh tấn, vì khéo nhập xuất từ bi hỷ xả, thiền định giải thoát và các tam muội không ngừng nghỉ. Tâm ngay thẳng thanh tịnh tinh tấn, vì không dối, không xiểm nịnh, không cong vạnh, không hư ngụy, siêng tu tất cả không thối truyền. Tâm tăng thắng thanh tịnh tinh tấn, vì trí thường hướng cầu trí huệ vô thượng, nguyện đủ tất cả pháp trắng tịnh. Chẳng bướng bỏ thanh tịnh tinh tấn, vì nhiếp lấy bố thí, giới nhẫn, đa văn và không phóng dật, cho đến bồ đề không nghỉ giữa đường. Hàng phục tất cả ma thanh tịnh tinh tấn, vì đều trừ diệt tham dục, sân hận, ngu si, tà kiến, tất cả phiền não, các triền cái. Thành tựu viên mãn trí huệ quang thanh tịnh tinh tấn, vì có làm việc gì đều khéo quán sát, đều khiến rốt ráo, chẳng khiến cho hậu bối. Đắc được tất cả pháp bất cộng của Phật. Không đến không đi thanh tịnh tinh tấn, vì được trí như thật, vào môn pháp giới, thân lời và tâm thảy đều bình đẳng, thấu rõ tướng chẳng phải tướng, không chấp trước.